là Hằng thấy cái vai diễn nào mà để lại ấn tượng sâu nhất với khán giả và ấn tượng nhất với Hằng? Từ đó tới giờ em chưa bao giờ được đóng vai đẹp, toàn là vai làm mập, xong rồi còn vai đạp ba gác. Không có cái vai nào em được giống như là được chạy trước đánh xong đậm mắt ra. Được chạy trước đánh xong đậm mắt ra. Có một cái vai diễn mà em còn phải cố tình lên cân để mà quay hình đúng không? Là phim Gọi Giấc Mơ Về đấy chị. Phim Gọi Giấc Mơ Về em lên cân 10 cân. Đúng là đóng cái vai nào là em bị ám như cái vai đó. Vai diễn là cô bé nó hơi khờ khờ, nó hơi chậm chậm. Ở ngoài đời thì em nói rất là nhanh, chúng mình thấy rồi. Em nói rất là nhanh. Nhưng mà vô cái vai đó thì em phải nói chậm lại. Xong mặt ngu ngu á. Nhưng mà ngu thì tại vì học ngu, cô này cô học ngu nhất lớp. Làm cái gì là đổ cái đó, bể cái đó. Nhưng mà tốt tính. Em mà chỉ cần là nước mà nó không có phù hợp á, muốn em tin nước. Xong bắt đạo diễn kêu nó học dài lắm con ơi. Nó học dài lắm con ơi. Xin chào. Xin chào. Thế bà mắt sư, thì ta mở có gì? Một chút nước. Một chút nước. Cái này ướt ướt cái tay mình. À để cơm nó không bị dính vào đúng không? Thưa cô đấy. Ta đi tìm đi. Lấy một miếng thịt, một miếng cá. Wasabi vô. Cho một tí wasabi vô. Nước cũng nhiều chút nhé. Cho miếng cơm lên, như này. Đè đè nắng đấy. Xong rồi nắng qua nắng lại cho nó đẹp nè. Có gì à? Wow, em nghĩ này nó không quá khó đâu chị. Cố lên Hằng. Thôi vừa thôi, so nhiều quá nấc ra đi. Sadio chưa gì là thấy xấu rồi đó. Có con sao nó gọn gàng như này cơ mà. Tôi thấy cảnh đó. Ủa sao có đầu bếp làm mà dính đi ăn tè lè gì đi. Nói về chỗ này, xin mời cục tử. Nghiệp 2, bắt đầu. À, xin mời đi kìa mà thôi. Tôi sẽ xin gặp mắt được mấy mắt cả là. À, chút chút chút. Hay là bác cũng hiểu khả năng của em rồi đó hả? Cô một chút mắt đi. À, ở nhìn kìa. Một đi và sai hoa đi 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 đi. Hàng cây thế thì kìa kìa. Ok. Dồi quá, dồi quá. Dồi quá. Dồi quá. Dồi quá. Dồi quá. Dồi quá. Ăn thôi mà sao khó vậy nè. Khi mà làm xong rồi là tí nữa là không còn hạt cơm nào trên đây. Nhưng mà còn nhiều lắm. Một chút xíu nữa đây thì chị em mình sẽ tiếp tục cái hành trình gọi là ăn cho xong.